Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tạm giữ hình sự Mai Nữ Lan Ngọc, 41 tuổi, trú tại quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, cuối năm 2019, bà C mua lô đất hơn 3.900 m2 ở khu vực đầu cầu Tuyên Sơn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, giá 280 tỷ đồng. Bà C đã đặt cọc 135 tỷ đồng và lập hợp đồng đặt cọc có công chứng. Do lô đất đang liên quan đến một vụ án khác nên bị dừng mọi giao dịch tháng 12 năm 2020, Ngọc tự khoe là có quan hệ ở Bộ Công an có thể lo được giao dịch lô đất trên với chi phí 20 tỷ đồng. Cam kết trong vòng 15 ngày sẽ lo liệu xong. Nếu không được sẽ trả lại tiền cho bà C. Tin lời, bà C đã chuyển 20 tỷ đồng cho Ngọc. Đến ngày hẹn, Ngọc không thực hiện như đã cam kết nên trả trước 10 tỷ đồng. 10 tỷ còn lại, Ngọc hứa hẹn nhưng không trả nên bà C làm đơn tố cáo. Sau đó do Ngọc trốn khỏi nơi cư trú nên đến ngày 1 tháng 7 năm 2022, Cơ quan cảnh sát điều tra ra lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc đối với Ngọc. Đến sáng ngày 1 tháng 8, Ngọc đã bị bắt tại quận Ngũ Hành Sơn.